Phòng khám chuyên khoa y học của truyền thông 5 thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Em cứ bị đờm trắng ở cổ, đẩy ở cổ mấy tháng nay, không đỡ, không biết có phải là bị trào ngược dạ dày thực quản không, thầy có thuốc không, kiểu như vậy. Thế thì đây là một cái dấu hiệu đặc hiệu của những người bị dư axit trào ngược dạ dày thực quản. Thậm chí là gì ạ? Có cái đờm nhầy ở cổ ấy, ra bác sĩ hỏi, hoặc là ra dược tá, ra hiệu thuốc hỏi để mua thuốc để điều trị họng. Tuy nhiên là khi nó quay ngược lại hỏi có bị dạ dày không? Không! Đương nhiên rồi, có bị dạ dày đâu. Không đau mà. Không đau, không tức gì chứ. Thường trả lời bục phát là không bị. À, và bác sĩ hoặc là dược sĩ người ta bán cho ngay lập tức cái thuốc kháng viêm giảm phù lè. Ví dụ như cái dòng đơn giản dễ nhẹ nhất là Amo hoặc là Ambi, hoặc thêm Alpha Chimo tím xin choay. Uống đỡ không? Không đỡ. Uống có giảm một chút thôi chứ không là sau lại bị lại. Vì đương nhiên dấu hiệu của bạn nó chỉ là dư axit trào ngược dạ dày thực quản và không có viêm, không có loét, cho nên không đau, không có chịu gì cả. Như buổi tối ngủ cứ gây tình trạng này. Thế thì đông y giải thích nó như này, đơn giản này. Một là do gan nóng thực nhiệt, gan nóng quá hoặc là ăn quá nhiều đạm, nhiều thịt ấy, thì làm cho gan nó không giải được uất ra, nó gây nóng. Vì gan nó tàng huyết, nó nóng nó phạm vào vị. Phạm vào vị là phạm vào dạ dày, vị là dạ dày. Gây tình trạng là ban ngày thì không sao, vì là ngồi đứng đi này không sao, nhưng buổi tối nằm ngủ thì nằm ngủ xong cái thì cái axit nó dư ra, nó cứ đi qua tâm vị và nó gây tình trạng cái axit nó đẩy lên cổ họng. Và cái cổ họng thì làm sao ạ? Cái khả năng rất là kỳ diệu của cơ thể, nó khả năng thực bào là gì, nó thấy rằng cái axit nó tăng lên như vậy và cơ thể nó điều tiết, bạch cầu nó điều tiết ra một cái chất nhầy như ở trong chất nhầy trong dạ dày để nó tráng vào cái thành của họng ấy, để nó tránh cái axit nó ăn mòn vào. Nên là buổi sáng ngủ dậy với những người mà dư axit trào ngược dạ dày thực quản ấy, buổi sáng ngủ dậy nó cứ đầm nhầy trắng khó chịu. Thế mà nếu để lâu nó có nhiễm khuẩn, ví dụ như có liên cầu hoặc là có những cái chủng nào khác nữa, thì có thể cái đầm nó chuyển thành màu vàng hoặc màu xanh đấy, tùy theo từng những người mà nhiễm sâu vào nữa. Thế thì với những cái bệnh như thế này thì điều trị chỉ cần đơn giản thôi, giải hút khí của gan ra, hỗ trợ điều trị cái dạ dày để cho nó đẩy được khí, nó hành được khí, nó đưa xuống và nó không trào ngược lên thì nó sẽ hết vi mọng. Cho nên là với những cái chứng bệnh này thì cái quan trọng nhất là nếu chưa có điều kiện dùng thuốc thì chỉ cần gì, ngủ sớm, uống nước đủ, tập thể dục đầy đủ và ăn uống thì kiêng thịt. Còn đương nhiên rồi, nếu có điều kiện thì liên hệ trực tiếp với phòng khám thì mình sẽ hỏi kỹ hơn một chút nữa. Và đặc biệt là gì ạ? Có thuốc rất dễ, không khó để điều trị. Xin chào.